Dạ xin chào quý vị khán giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Bà con cô bác thân mến, hiện tại Khương Dừa đang có mặt ở Thuận An, Bình Dương mà cô bác. Hôm nay thì Khương Dừa đi quay phim với anh Minh Múm. Dạ Khương Dừa quay xong rồi, quay chỉ có hai phần đoạn hả. Mà một phần đoạn quay được còn một phần đoạn thì nợ lại. Cho nên bây giờ thì Khương Dừa tranh thủ ghé một cái quán. Hôm bữa Khương Dừa dẫn bạn nam của Ngôi Sao Miệt Vườn đi ăn á, rồi tình cờ gặp được anh Gấu với lại bạn Phát hát nhạc rất là hay. Cho nên là Khương Dừa hỏi hôm nay là xem là anh Phát với anh Gấu có ở đây không. Khương Dừa ghé thì hai anh em có làm ở quán đây nên Khương Dừa ghé rồi ăn uống miếng giao lưu ca hát cho vui. Dạ xin giới thiệu bà con bác, đây anh Gấu, còn đây là bạn Phát. Tháng hơn chưa ta, bữa gặp em với anh Gấu là con tháng đó, hơn đó, rồi đó, dạ hả? Dạ bữa giờ anh vẫn làm đều đều hả anh Gấu? Đều. Dạ trời ơi, bữa thiệt sự là Phát là lần đầu tiên gặp, còn Gấu thì là cũng lần đầu tiên gặp luôn, nhưng mà có coi lướt qua một vài clip anh Gấu anh hát. Dạ xong rồi Khương Dừa cũng thấy hay quá, rồi anh em giao lưu, Khương Dừa chia sẻ cái video lên, bà con bác thích quá trời luôn. Bà con bác nói là Khương Dừa có khi nào có về Thuận An Bình Dương á, nhớ quay giao lưu với lại anh Gấu với lại Phát. Dạ không ngờ là nói chung trong giới là hát nhạc chế là okay, mấy bạn okay. Biết anh Gấu hết ha, biết nhiều lắm, biết nhiều lắm không? Biết nhiều lắm. Dạ em cũng em thích nghe cái phong cách nhạc của cũng thích nghe nhạc dạng của anh, kiểu nó có cái không khí á, không khí đúng rồi, nó gần gũi với anh em, nó phù hợp trong một cái bàn ăn tiệc ăn uống vậy. Phát nay nhìn bự ha, Phát tướng rồi. Chắc lên ký rồi, lên ký rồi, phát tài chưa? Phát tài. Rồi bữa nay là hai anh em rồi cũng đi biểu diễn thường xuyên vậy hả? Dạ đúng rồi. Khương Dừa thấy anh Gấu với lại Phát hát hay mà đàn hay mà gõ bo cũng hay mà không sao mà không có tham gia chương trình hoặc là một cái kênh gì nó hay ta. Không có thời gian hả? Không biết làm. Không có thời gian à. Không có thời gian. Đi hát hai anh em đi suốt ngày à. Vậy bữa nào anh có cái kênh Ngôi Sao Miệt Vườn anh đang tải nhạc á, bữa nào có thời gian, ví dụ anh em mà không có đi biểu diễn á, anh hỏi lịch trước, book cái mình ngồi mình hát, mình thu mấy bài mình gửi cho bạn bác nghe giải trí. Rồi ok em trai, ok. Dạ. Rồi giờ trong khi mà chờ thức ăn lên mình gửi tặng quý bà con cô bác một vài bài cho nó có không khí được không anh? Thôi giờ con lấy tặng cho mấy anh em nghe bài Con Đường Xem Đi cho mấy anh em ơi. Xem đi. Rồi chào 500 anh em nha. Hay quá. Nhập tâm thế nè. Con đường xưa em đi nếp vàng lên mái tổng thời, ngò hồi đăng tay tay thơ ra bu quay nè, văn hoa được lắng nghe nè, hỏi con ai cô gì em ơi, nhìn xa lên khơi đồng hồ trong người, một người xa cuối trời nơi này biển gái cánh dài e ấm đôi lời mình còn nhớ. Em ơi, màu áo phong sơ, mình ước quý hoàng để một bàn tay chứng nàng. Dần qua, dần hết tâm tình đến bao giờ, coi thường xưa mà nhớ. Con đường xưa em đi, thời gian đã có
ơi, mẹ ấm đôi lời, ngày con nhớ cháu hỏi. Em ơi, sao áo phong sơ, mặt nữ quý vàng để một bàn tay chân hoa, thân thế tân tình, tình đẹp bao giờ thôi được nữa mà nhớ. Không con đường đường số em đi, thời gian đã có mình gì mẹ đã bỏ đi bước đi. Ghi ghi một bà đi mà chẳng thân mẹ, băng qua đường băng băng nè, chỉ còn anh với em. Ghi một đêm chẳng thân, băng qua đường băng tan nè. Hay quá, quá Phan ơi, hay quá anh Gấu ơi. Anh Gấu gõ có khi nào nó lủng này không Gấu? Không. Cái này được nó gắn với anh bao lâu rồi anh Gấu? Cái này phim phổi cho mình đó. Để em thay dây. Thay dây hả? Thay dây xíu cho mấy anh em ơi, đứt dây rồi. Ủa anh, cái này là anh từ hồi anh chơi tới giờ anh gỡ mấy cái bo này rồi? 4-5 cái rồi. 4-5 cái hả? Cái này mình đặt hay là ra ngoài? Hồi đó đặt rồi sau này ra mua. Anh Bo, anh Gấu giới thiệu một xíu lại đây nè. Anh Gấu là làm mà hát cái dạng phong cách đường phố này là nhạc chế là bao lâu anh Gấu? Hát hồi năm, lúc đó hồi năm 8 tuổi. 8 tuổi là đang đi học là anh sao anh bén duyên để anh chơi này vậy? Ngày xưa là ông cậu là dạy cái này, là ông đi quýnh cái này nè. Dạ. Rồi ông dạy là cho anh. Dạ. Kêu thôi Gấu con cứ học đi, rồi sau này con ra làm nghề này kia nọ, rồi dạ. Con có tiền. Dạ. Anh học mau không? 6 tháng. Anh học 6 tháng hả? 6 tháng. Nhưng mà anh chơi có đúng cái bò thôi hả? Đúng cái bò thôi. Nhưng mà nếu có mấy cái thùng nữa, guitar, guitar đủ chơi hả? Guitar quýnh được lắm. Guitar quýnh nhấp thôi chứ dạ. đâu có chơi được. Dạ. Guitar. Dạ. Rồi giờ mấy ví dụ như mấy cái nhóm đi biểu diễn giống như anh Gấu gì ở ngoài nhiều hơn Gấu? Nhiều hả? Nói chung ra là tại tụi anh làm đường phố là nó dạ. nhiều dạ. nhiều thành phần lắm. Dạ. Rồi hồi đó là anh Tùng. Dạ. Rồi sau này là anh. Dạ. Rồi sau này mấy đứa sau này nó ra này kia cái nọ rồi mua bo vậy nó để dạ. nó mạng nó học này kia nọ dạ. đó. Dạ. Rồi nó cũng đi làm nghề giống anh em dành vậy thôi. Anh Gấu có đệ tử không? Không. Anh Gấu có đệ tử hả? Sao anh dạy? Anh có dạy con anh không? Dạy vậy giờ hả? Giờ nó còn nhỏ quá chưa dạy được. Dạ. Để cho lớn lớn chút xíu nó là dạy nó mới được. Anh Gấu là 40 mấy tuổi rồi mà quá lớn rồi đó, nhìn lớn trẻ nhưng mà lớn rồi đó. Nhìn trẻ nha, lớn rồi đó. Rồi thường thường anh đi biểu diễn là anh biểu diễn Bình Dương. Rồi Bình Dương, trên... rồi có khi về không nói chung ra đi tầm lâm chỗ chân á, dù mà khách kia mình đi đâu là mình đi đó thôi. Đi làm ở quán, quán đó à. mình đăng ký ở quán đó mình làm. Đúng rồi, đăng ký ở quán rồi, đó mình rồi, làm. Rồi khách nó kêu vô từng phòng hoặc là từng cái trò phục vụ. Phòng giờ trò phục vụ cho rồi cái đó là, khách nó nghe. Là lương người ta sẽ trả giống như lì xì mình hả anh Bói Gấu? Đúng rồi. Dạ. Ví dụ anh em ví dụ thương Gấu, ví dụ anh em muốn hãy lì xì mình Gấu hay nhiều cũng được hết trơn á. Dạ. Chỉ hiểu là đi phục vụ dân nghệ mà. Dạ. Cho khách mà. Dạ. Còn nếu ai đặt ví dụ mà show thì, show thì là show lại khác. Phải báo giá trước. Phải báo giá trước là mới đi. Dạ. Ở đâu cũng đi luôn anh không? Ở đâu cũng đi. Dạ. Anh đi thường xuyên vậy? Không? Hả? Anh đi làm thường xuyên không? Đi làm thường xuyên. Dạ. Có khi tối cũng chạy ra quận nhất này kia cái nọ. Hay. Nói chung là bữa Khương Dừa chia sẻ lên cái kênh Khương Dừa Dứa và con bác. Dạ, cái Khương Dừa thấy bà con cô bác cũng rất là thích nghe mà được công nhận là nhìn anh Gấu với lại Phát biểu diễn mình có không khí nó nhìn nó lắc lư nó có cái không khí âm nhạc nó hay ha. Nhìn nó nhìn nó đã, nhìn thấy anh gõ cũng đã nữa. Đúng rồi, hay. Đã. Cái này là cái bằng tambourine. Này em cầm này, em vuốt vậy nè. Em đâu biết chơi đâu anh. Vuốt thẳng anh không có kêu, hơn dạ. thẳng anh không có kêu đâu. Dạ. Cái da thịt của mình á, vậy nè, để vậy nè.
không? Ờ, công ty đó kêu vậy. Dạ em làm đệ tử luôn đó. Hôm nay em làm tới nào trời em thuận luôn. Thế làm chưa đó? Thuận tới. Ở dù thân cái nào thì giúp. Chú tới đó. Anh ơi, không được anh ơi. Ngày xưa á. Không biết đâu. Ngày xưa là anh học cơ bản nè. Ngày xưa là ông cậu làm dạy là học cơ bản như nè. Đó. Đó, cơ bản đó. À. Chắc chắc bụng hả? Ờ, chắc bụng. Cơ bản vậy. Ok chú bác. Chắc chắc bụng hả? Rồi con lẻ chào 500 anh em nha. À đây, bây giờ là mình dùng miếng rồi nè, mình chơi tiếp hả? Ăn miếng đi, để nó ngồi. Để con lẻ hát hai bài nữa rồi có gì hồi sau ăn giải cho mấy anh em. Dạ. Cái này em hát chung được không anh Gấu? Được. Em hát thử ha. Ờ được. Anh đấu anh Gấu đa đánh, anh Gấu đánh rồi anh Gấu hát rồi phát hát chứ. Em hát khúc thử được không? Được, con cái bài gì? Hát bài Cô Hàng Xóm. Cô Hàng Xóm hả? Anh thuộc không? Thuộc. Anh thuộc phải không? Rồi chào mấy anh em nha, Khương vừa hát bài Cô Hàng Xóm cho mấy anh em ơi. Thử nghe cái không khí âm nhạc. Thử nha mấy anh em. Dạ. Cái này nhịp em chưa chắc nha, đánh theo em nha. Chào em. Vùng ngoài ô, tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Bên em sống trong giàu sang, quen gặp nhung bài trang, đi về xe đón đưa. Đêm đêm dưới ánh trăng vàng, tôi với tay đàn thầm thở than, và cô nàng bên sớm mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quen. Anh cháu ơi, tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở, buồn buồn là nghe cũng đỏ, nhưng đàn khen nhiều và thằng nhiều nè, làm tôi thấy sao nè, tôi sợ nghe trai làm trong đời chưa có yêu nhau. Anh làm đi đâu em? Tôi sợ nghe trái là trong đời chưa sống đâu. Rồi một hôm đi đâu giờ em? Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa, tôi cố quên người ta như hình bóng trong xa mờ. Em có chờ thời gian không? Chờ thời gian phụ thuộc hay thật tiền, chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên. Hôm nay đón cánh thất hồng, em báo tin mừng thấy chồng giàu sang, đời em nhiều may mắn, có nhớ anh đẹp si nghèo này không? Chẳng là không nè, đời em nhiều may mắn nè, có nhớ không vô si nghèo này và không nè, chẳng là không nè, gặp qua thì thầm nè, không qua ghé thì thôi. Giọng anh Gấu với giọng hát khỏe quá. Giọng anh hát không nổi. Tại anh em ngày nào cũng hát á. Dạ, đúng rồi. Cái thanh quản mình nó giãn. Dạ. Em hát chừng 2-3 ngày là không quản. Em lỡ em có đăng clip này lên mà bà con bác nói mốt anh Gấu với phát đi hát, nhớ mời Khương Dừa hát chung nhớ rồi, em với nhau. Rồi đi luôn rồi, ok. Chiều sau em đi nha. Ăn miếng đi rồi hay là hát bài gì nè? À, rồi hay quá, để em kiểu. Thôi để con lấy tặng cho mấy anh em một bài bài áo mới Cà Mau cái đó nha. Rồi áo mới Cà Mau luôn hả? Rồi xong rồi cái gì hồi sau ăn giải cho mấy anh em nha. Sao phần giải luôn á. Ông mới Cà Mau. Nghe nói Cà Mau sao lắm nè. Si. Đứng đứng đó. Ông mới nói sùng à. Đứng luôn hả? Đi. Đâu. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối đông bán đồ Việt Nam, cái gì cũng thành
Có khi nào rớt không? Sầu rớt được. Rớt anh chính xác sầu rớt được. Không rớt không? Rớt cái mặt cười lắm rồi, rớt lụm lên. Rớt rồi đạp luôn à? Rớt hay lụm, quá. Rớt lụm lên được. Hát dân ca những cái cũng sung ha. Hát có không khí. Mà anh ngày anh hát bao nhiêu bao anh với đồng phát hát khoảng bao nhiêu bài em gái? Chỗ nhiều lắm. Khoảng 20 bài không anh? Hơn nữa. Hơn. Nhiều. Mà hát khỏe vậy trời. Ừ. Uống nước suối mà đâu có dạ. Đâu có nhậu đâu. Không nhậu luôn. Mày nhậu xỉn rồi hát, đúng không? Rồi đi biểu diễn về nữa. Thôi ăn miếng đi anh. Thôi có lẽ đã ăn miếng cho mấy anh em ơi. Ăn miếng đi rồi rồi hai anh em còn đi biểu diễn nữa, Phương cũng đi về. Dạ hôm nay thì tới quán có mấy món đặc sản đồng quê. Đây là cá chạch. Cá chạch chiên chấm mắm mè. Còn này là một trứng chiên nước mắm. Chiên nước mắm. Không có chị. Chị đâu đây? Ăn đi anh, ăn đi. Ok. Em tính chào chị Gấu rồi đó. Chị Gấu hả? Đây là quá quen với anh Gấu hả? Ờ quen. Ở ngày nào cũng được nghe anh Gấu hát chân thích thôi. Ngày nào em cũng nghe anh Gấu. Dạ. Phải luôn à. Phải anh Gấu luôn. Ăn anh Gấu ơi. Rồi. Anh hát thôi. Thôi à, con lẽ chào mấy anh em nha, để anh Gấu ăn xíu mấy anh em ơi. Để Gấu ăn. Rồi phát guitar chào khán giả nha. Thôi mình xuống like nha mấy anh em, xuống like nha mấy anh em. Có like không? Thôi xuống like nha mấy anh em nha. Người ta đang quay, người ta phát lại mà. Ok ok mấy anh em. Sẽ giới thiệu bà con bác vài món ăn ở quán ngon lắm. Này thịt bò kho khô ha, kho hả? Dạ, tiêu. Thịt bò kho tiêu với lại bánh cụm chảy. Cụm chảy ở đây quán này có cái mấy món ngon lắm, hấp dẫn lắm bà. Hôm nay Khương vừa cắt cầm anh luôn bác. Hôm nay Khương vừa quay phim trên đây nè, em đi quay phim. Gấu đóng phim không hả? Gấu đóng phim không? Tao phim ma mà. Ăn đi phát. Dạ dạ. Đóng phim không em? Em xin đồ hiền bầu xin vai học anh. Thoại rồi này kia khó lắm á. Khó lắm. Khó. Đóng vai quần chúng thôi được. Ăn đi con. Dạ dạ. Thấy hay quá mà không biết đang không biết nghĩ ra cái chương trình gì để kết hợp anh em mình làm cho nó gửi tới âm nhạc cho bà con bác cùng nghe. Anh có ý tưởng nào không? Anh nói chung là chỉ hát nhạc thôi. Còn làm cái chương trình gì biểu diễn không có không? Không rồi. Làm là ở ngoài trời, bữa giờ em quay ở ngoài trời không à? Em quay cũng mọc mọc vậy, rồi hát đàn tự nhiên vậy. Thôi để anh nhai Phương vừa ơi. Ừ. Để anh nhai đi mất xương à. Xương hả? Thôi cái chuyện mất xương à. Dạ rồi thôi cũng cảm ơn quý bà con bác rất nhiều nha.
Dạ, bữa nay để tiếp tục được nghe gấu về phát hát. Bữa lâu nay gặp lại Khương Dừa lần thứ hai nha mấy anh em. Dạ, lâu lâu có dịp đi về đây thì hỏi mấy anh em coi có ở đây có làm ở đây thì ghé nghe thưởng thức âm nhạc. Dạ, gửi bà con một xíu không khí âm nhạc đường phố. Dạ, hy vọng là quý bà con chú sẽ ủng hộ phát với là anh gấu. Dạ, ở nhà mình có tiệc hay gì đó muốn mời anh gấu với là phát tới hát rồi bà con liên hệ Khương Dừa nha. Ok, ok. Dạ, Khương Dừa cảm ơn và xin chúc tất cả bà con bác mình thật nhiều sức khỏe. Bà con bác nào có yêu cầu anh gấu với phát hát gì nữa thì cứ để lại bình luận và anh gấu với lại phát sẽ hát gửi tặng bà con bác nha. Bây giờ xin tạm biệt, hẹn gặp lại, chúc bà con nhiều sức khỏe. Ok nha, ok nha mấy anh em ơi. Chào bà con. Chào bà con nha, 500 anh em nha.